Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 7 giờ ngày 15 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ vĩ Bắc, 110,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía tây tây nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Từ 7 giờ ngày 16 tháng 7, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm ngày 15 tháng 7, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông nam đến nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 m, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 m, biển động khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Bình đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày và đêm ngày 16 tháng 7, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động, vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Cà Mau khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 m biển động. Đêm qua và sáng sớm nay ngày 15 tháng 7, ở khu vực Đồng Bằng, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14 tháng 7 đến 3 giờ ngày 15 tháng 7 có nơi trên 30 mm như Quân Chu Thái Nguyên 34,8 mm, Yên Lộc Nam Định 33,2 mm, Lương Sơn Thành Hóa 36,2 mm, Thị trấn Cầu Giác Nghệ An 48 mm, Giang Hải Thừa Thiên Huế 106 mm, Phường Thọ Quang Đà Nẵng 47 mm, An Hải Quảng Ngãi 36,8 mm, Quảng Thành Đắc Nông 55,2 mm, Ngọc Tránh Cả Mau 47,8 mm. Từ sáng sớm ngày 15 tháng 7 đến sáng sớm ngày 17 tháng 7, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Ngoài ra, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, Nam Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm trên 24 giờ, cục bộ có nơi trên 80 mm trên 24 giờ, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cảnh báo từ ngày 17 đến 18 trên 7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Ngày và đêm ngày 17 tháng 7, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm, từ ngày 18 tháng 7 có khả năng giảm dần. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương khuyến cáo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng ngày 14 tháng 7, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ sạt lở đất tại Hà Giang khiến 12 người tử vong. Đại úy Lê Đình Dương, cán bộ đội tham mưu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang kể, khoảng 4 giờ 15 phút sáng ngày 13 tháng 7, trong khi đang trực tại đơn vị, anh cùng trung tá Nguyễn Hà Tuyên, đội trưởng đội tham mưu, nhận được thông tin một ô tô khách gặp tai nạn ở km 10 900 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Mặc vội quân phục và cầm theo đèn pin, anh và Trung tá Tuyên vội vã lên hiện trường giữa cơn mưa tầm tã. Đại úy Dương kể, thời điểm mới nhận được tin báo, tôi nghĩ chắc đây chỉ là một vụ sạt lở thông thường, nhưng khi tới hiện trường, chúng tôi bàng hoàng bởi cảnh tượng trước mắt. Thông qua các nhân chứng, chúng tôi nắm được tính nghiêm trọng của vụ việc và ngay lập tức lao vào tìm kiếm các nạn nhân. Sau khi vào tới hiện trường, hai cán bộ cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng với lực lượng công an xã rọi đèn tìm kiếm các nạn nhân. Đại úy Dương nhớ lại, khi ấy trời vẫn còn tối, do khối lượng đất sạt lở nhiều nên rất khó xác định vị trí, thậm chí chúng tôi đã phải áp tai vào đất để dò âm thanh các nạn nhân kêu cứu. Chúng tôi cũng lên phương án làm sao để đảm bảo tính mạng cho những nạn nhân vẫn còn hơi thở. Khi mới tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng vẫn chưa tới kịp, hai cảnh sát giao thông đã phải dùng tay để cào đất Đại úy Dương cho hay, những nạn nhân đầu tiên được phát hiện lại là những nạn nhân xấu số đã qua đời. Dù rất đau lòng, chúng tôi vẫn cố kìm lòng để tiếp tục công việc với tinh thần khẩn trương nhất có thể. Một lát sau, nhiều người dân và lực lượng cứu hộ đã có mặt, công tác cứu hộ được đẩy nhanh hơn. Đến khoảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân đầu tiên. Sau khi đưa ra khỏi đống đất đá vùi lấp, việc đầu tiên là phải lấy nước để rửa mặt và đất dính trong miệng, mũi để tránh việc nạn nhân bị ngạt. Mặc dù công cụ hỗ trợ sẽ giúp công tác tìm kiếm sẽ diễn ra nhanh chóng hơn, tuy nhiên theo Đại úy Dương, việc đào đất cũng rất nguy hiểm vì có thể xảy ra tình huống cuốc hoặc sẻng không ai trúng vào những nạn nhân đang bị vùi dưới đất đá. Đại úy Dương chia sẻ, khi đào đất, anh em đã phải lựa vị trí nếu cảm thấy không an toàn sẽ tiếp tục dùng tay để bới đất, đau lòng lắm nhưng ngay từ đầu anh em đã phải xác định kiểm tra thật kỹ lưỡng thậm chí tác động vào nạn nhân xem họ còn phản ứng không nếu còn phản ứng thì phải ưu tiên cứu trước vì lúc này đường ngũ y tế cũng đã đến tôi đã nhiều lần tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tuy nhiên chưa khi nào gặp vụ sạt lở với khối lượng đất đá lớn và gây nhiều thương vong đến thế vừa lau mồ hôi ướt sũng khắp người gương mặt vẫn thất thần nhìn về phía hiện trường vụ sạt lở thượng tá phan minh học Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, địa điểm xảy ra vụ tai nạn cách trụ sở cơ quan khoảng 15 km. Lúc 4 giờ 15 phút ngày 13 tháng 7, đơn vị nhận được thông báo về vụ sạt lở tại huyện Bắc Mê. Sau 10 phút, xe chỉ huy và xe chở 20 chiến sĩ lên đường, chỉ mất khoảng 10 phút, lực lượng tới hiện trường. Thượng tá học nói, lúc đầu chúng tôi nghĩ xe bị lăn xuống vực, anh em chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cứu hộ trên xe như dây, máy cắt, các loại kẹp, kìm, nhưng khi đến nơi thì hiện trường lại khác. Tại hiện trường, đập vào mắt lực lượng cứu hộ là đống đất đá đổ sộ lên đến hàng trăm, hàng ngàn mét khối, nằm dọc dài đến cả trăm mét, chia cắt quốc lộ 34. Thượng tá Phan Minh Học tâm sự. Khi nhìn thấy hiện trường, cả đội rất lo lắng, chỉ mong có người còn sống. Anh em đều suy nghĩ, còn thờ được là còn hy vọng. Ngay sau đó, đơn vị phân công lực lượng và báo cáo tình hình vụ việc lên cấp trên để điều động tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Khi phát hiện thấy có tay, chân, thò ra từ đống đất sạt lở cách vị trí xe 16 chỗ khoảng 10 mét, lúc này mọi người bắt đầu lao đến dùng cuốc, xẻng chia làm các nhóm, mỗi nhóm 4 người ra đào bới. Ở vị trí này, đơn vị phát hiện người đàn ông bị đất vùi nửa chân, thân người nằm trách bên bờ vực. Sau đó là hai nam thanh niên nằm chồng lên nhau, người bên trên bị tảng đá lớn đè lên đã qua đời, người bên dưới là VMS vẫn còn dấu hiệu sự sống. Sau khoảng 10 phút, nam thanh niên này được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang để cấp cứu. Cứu được nạn nhân còn sống, cảnh sát càng vững tin, càng cố gắng đào bới nhanh hơn, tìm kiếm những nạn nhân khác. Thượng tá học nói, xác định được vị trí của các nạn nhân bị vùi lấp rất khó khăn vì họ nằm rải rác, thậm chí chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ tìm vị trí nạn nhân bị mắc kẹt. Đến cuối giờ chiều ngày 13 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm được 12 nạn nhân đã qua đời và 4 người khác may mắn sống sót. Theo Thượng tá học, khi anh đến hiện trường, những người còn sống kể lại, trên xe ô tô Innova có 7 người đi ăn cưới về đến xã Yên Định. Thấy xe khách gặp nạn, 4 người trên ô tô này xuống cứu cũng bị đất đá vùi lấp. Anh học nói, vụ sạt lở này thương tâm quá, giờ hiện trường tôi vẫn ám ảnh bởi những nạn nhân không may tử nạn ở nơi này. Trong số các nạn nhân, có cháu còn quá nhỏ. Trước đó, khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 13 tháng 7, trời mưa lớn, ô tô khách 16 chỗ chạy trên quốc lộ 34 hướng từ thành phố Hà Giang đi Cao Bằng. Khi đến xã Yên Định, huyện Bắc Mê, ô tô bị đất đá từ trên núi tràn xuống khiến không thể di chuyển. Tất cả đàn ông trên xe 16 chỗ, ba người trên xe 7 chỗ và vài người đi xe máy gần đó đã xuống trợ giúp đẩy ô tô khách qua đoạn đất lở. Tuy nhiên, đất đá lại sạt xuống khiến họ không kịp trở tay. Tại hiện trường, vạt núi khoảng 50.000m 50 khối tràn xuống lớp hết 150m quốc lộ 34, với độ dày 0,2-2m, làm xà ta lưu âm, đẩy người về phía vực suối. Riêng ô tô khách nằm nghiêng sát mép đường phía vực suối, bồn bánh bị trôn trong đất nhão, đèn phía sau vẫn sáng. Tỉnh Hà Giang đã điều 3 xe múc, khoảng 300 người, trong đó có 100 dân quân, bộ đội từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia cứu nạn. Đoạn quốc lộ 34 nối hai tỉnh Hà Giang và Cao Bằng bị phong tỏa hai đầu. Đến 18 giờ 30, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các lực lượng cứu hộ cứu nạn tạm thời dừng tìm kiếm do trời tối, mưa, rất dễ sạt lở, không đảm bảo an toàn. Sáng ngày 14 tháng 7, các đơn vị mới tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở.